rất lâu rồi, từ những năm 50 và cộng thời gian cho đến bây giờ là 67 năm rồi. Thì anh muốn hỏi là đó có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên với tình xét ảnh không? Hay là... Hồi đó là anh em trong đi theo cái đại đội và hội tập đến của họ để mà đến một cái cuộc đại đội sắp ra đi, thì tôi ở đây là đại em còn trẻ nhưng mà vậy các chị là giữ tôi đại diện đến để nói về chào từ người chào và động viên bộ đội ra ra tiền tuyến. Thế lúc đấy thì tất nhiên là tôi có thể thấy anh được, anh đứng trong bộ ở trong cái đi theo làm về phóng viên báo chiến sĩ trong quân đội, trong rất đông quân đội, trong những ngày anh tôi làm nên nói chuyện quân đội thôi, đường biên quân đội. Nhưng anh ấy thì có chú ý tôi, thế là thôi. So she couldn't see him because he was just a reporter in the crowd, but she certainly saw her. And she wrote about it in one of her books. Thì khi em đi ra Hà Nam Ninh ấy, đi ra sau này em viết cái tập là tên đường 12 ra Hà Nam Ninh, thì tôi ở là trong thân Thanh Hóa, một Thanh Hóa. Thì anh em đưa về, à, chúng tôi ở Hậu Phương, tôi ở An Viên Muốn, tôi ở là 4, tôi viết thư cho tôi cái bảo đồ này, bảo em nuôi của Thanh Nhân Phú. So they were in different provinces, and then she was writing a letter for a convention of adopted siblings of the Women's Association. So she was using a pen name, but he suspected that it was the lady she saw in the meeting before. And then in his reply on behalf of the soldiers, he also used an alias. It's called Thanh. And then this is where Sipka was built. And it was his older brother, the poet Vũ Cao, who took him to meet her. Oh, sorry, his older brother. Anh Vũ Cao quen tôi, Vũ Cao biết là anh chị của tôi. So his older brother knew who that she was behind the pen name, and then he took my grandfather to meet her. These letters are written at a time of war, and there is a lot of death in the book. There is a sense that every day could be the last, and I wonder how can a love survive in a backdrop that is so terrifying. Anh Michael hỏi là cái lá thư của ông bà được viết trong thời kỳ chiến tranh và lúc đấy là lúc mà cái chết là chuyện rất là thường tình. Thì anh muốn hỏi ông bà là làm sao mà tình yêu có thể nảy nở trong một cái hoàn cảnh rất là khốc liệt như thế. Thật ra thì lúc đấy thì tôi đưa anh đưa vào một cảnh tình yêu. Sau đó quen nhau, anh về gặp quen nhau và đi chơi với nhau. Nhưng mà một tình bạn thôi. Thật ra chúng tôi là năm đó, năm 49, đến năm 52, chúng tôi bắt đầu nước. So it was love at first, it was friendship. They went out and it started in 49, but they got engaged to each other in 52. Mm-hmm.
năm sau chúng con đi tìm lại bạn bè nhau. And the wedding was in 54, so it was 5 years since the first time they met. Nhưng mà trong 54 thì anh Nam đã bắt đầu anh ốm, bị ốm đau, anh bị COVID. Nhưng sau khi đi mặt trận Sài Gòn về, lúc đó là chúng tôi hoàn toàn ở bệnh viện, tôi ở nhà, bên bạn, bên bạn bè thôi. Thật ra lúc ấy là anh ốm, cái thời đó là thời chiến tranh, không có thuốc, lao phổi ngày xưa là vẫn không chữa được. So when the wedding was held, my grandfather was just back from Laos and he contracted tuberculosis, which was hopeless at the time. But grandmother was she used the word naive, but she didn't mind and didn't worry about what would happen next once they got married, but somehow it worked. Tôi nghĩ rằng năm đối diện chết thì tình yêu là càng có thể tốt hơn, tốt hơn nhá. So even and especially when facing death, love can grow stronger and more lasting. Bởi vì thế này. Bên trên tình yêu thì hai người cùng có thấy là với nhau là có sự tiền đường, sự hy sinh, chiến tranh, và chúng đó là tình cảm cảm mến, tâm quý trọng và tình yêu nhau hơn, tình thích nhau hơn. Because both people will understand the value of and perseverance and sacrifice, so they will have more respect and more appreciation for each other. While you were working during the war, I know you met a lot of historical figures, important figures, including Ho Chi Minh himself. I wonder if you could share with us any of your memories about the leading figures from the wartime that you remember. Ông bà đã từng gặp gỡ rất nhiều là nhân vật lịch sử nổi tiếng, kể cả Bác Hồ. Thì anh mong cùng một ông bà chia sẻ một cái kỷ niệm với một nhân vật nổi tiếng trong những thời kỳ đó. Chúng tôi rất hạnh phúc vì là chúng tôi gặp rất nhiều nhân vật ngày xưa rất nổi tiếng và tặng mình gặp nhưng mà có tình quen biết và thân thiết nữa. Không nói chuyện Bác Hồ là người cao xa nhưng mà bản thân tôi nhiều bây giờ hỏi ai hỏi tôi là gặp Bác Hồ bao lần rồi. Theo tôi nghĩ có lẽ phải đến hơn 10 lần. Vì Bác Hồ lúc đó là cơ quan chúng tôi ở trên biển Bắc đóng rất gần nhau, an toàn khu đóng gần nhau, cho nên Bác thì Bác rất thương phụ nữ. Lúc đấy chúng tôi, cơ quan chúng tôi là hầu hết thì cả cơ quan thì có mấy người lớn thôi, là chỉ đi để xuyến này, mà đi Thu Trà, vợ Lê Liêm này, và bà Dù Hồng, vợ Đặng Tử Châu, tức là bà có chồng, có gia đình rồi, có chồng con rồi. Còn tất cả chúng tôi, thật ra lúc ấy lớn tuổi là 17, 18, cho nên 20, không có người lớn tuổi nhiều tuổi hơn đâu. Tất cả cơ quan, tiền ban, 40 người, toàn như thế thôi, chúng tôi sống tập trung lại. Là Bác thì thường thường Bác đi giảng bài, bao giờ Bác đi qua cái đồi của chúng tôi thì mỗi cơ quan ở quả đồi thì Bác thường thường là Bác có lúc ghé thăm, có lúc Bác đi qua và chúng tôi, Bác đối chúng tôi thì như là con cháu trong nhà, cho nên có nhiều khi là Bác thấy, Bác nghe nhưng trực tiếp về kể rằng không nói đi qua thấy các cô buồn thì Bác phải đưa cả mấy người phục vụ Bác đưa cả cái radio đến kiều đến Bác ghé vào, Bác bảo là hôm nay Bác kể chuyện các cô nghe, các cô hát Bác nghe. Thì hôm ấy là hoa vô thì không có tiếng, cho nên Bác hay là Bác gửi hoa à gửi rau đến giống rau đến không, cho nên là gặp nhiều Bác nhiều nên là về Bác. So they were very lucky to know and was really close to many important figures. And for example, my grandmother must have met Ho Chi Minh more than 10 times because her unit was stationed close to where he stayed in the mountains. And he understood and were concerned for the welfare of very young women who had to live in the jungle.
So he often treated them like his own children and grandchildren, sending them his own radio or sometimes vegetables to grow. It's different for each generation, and she's read somewhere that sometimes mutual appreciation can replace love. But she doesn't think that it's quite true, but it's true that to stay together in love for a long time, we need friendship. And if you manage to stay together for 20 years or so, then gradually you will find the other person to be a part of your immediate family. And there will be a close bond that's been developed over time. Chồng tôi anh cũng trong đông, có những lần anh đi có chiến tranh chống Mỹ rất vất vả, thì anh làm việc chuyển nên mà vì rất xa trong gần 2 năm trời hai chết bên đấy, đợi chào chúng tôi là với 2 đứa con lúc thì bé thì rất vả, còn mình tôi đang nói tất cả, nhưng mà thật ra tôi thấy nếu có tình thương, không có tình yêu thì chẳng tình yêu, tình thương và có những một người của mình là mình có lòng tin nhau thì là không bị cái lúc này là cái thử thách như thế khó vượt qua, thì có thể chúng tôi phải đứng với nhau cả từng quả cam, từng quả chanh, cả đêm một cái thương, một cái B, cái 1, cái C phải cân nhắc, thì có thể trong mọi người rất khó khăn, bao gặp vợ chồng như thế, phải như chúng tôi, ai là chúng tôi nghĩ rằng có những người khó khăn hơn mình, có những người cũng bảo với tôi, có những người là đi Nam, đi B, suốt cả mấy bao năm trời người ta không chờ đợi được, không bao giờ